cơm trắng nha bà con, cơm trắng thôi nó có rất nhiều sức khỏe tốt cho mọi người. Cơm trắng nó có tinh bột nhiều, nhưng mà không phải ai ăn cũng được. Ăn cơm trắng nhiều là nó làm cho chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, và nó có nhiều tăng tiểu đường. Ăn cơm trắng nhiều nó tăng tiểu đường là mờ mắt. Những người tăng tiểu đường, mờ mắt, huyết áp, đó là không nên ăn cơm trắng. Tim mạch béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, mệt mỏi, ể oải, vui lòng đừng ăn cơm trắng. Và ăn cơm trắng nhiều là không được. Một ngày chúng ta chỉ ăn được là một chén cơm là nhiều nhất thôi nha bà con. Người có bệnh tăng tiểu đường, người huyết áp, người có bệnh tim mạch béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, mệt mỏi, ể oải, và làm nó làm cho ta mờ mắt, ăn nhiều cơm trắng thì nó sẽ thành nhiều bệnh tiểu đường. Cho nên vui lòng đừng ăn nha bà con. Bà con không ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Ăn cơm trắng rất tốt cho sức khỏe. Người lớn 65 tuổi trở lên, trẻ em 10 tuổi trở xuống nó tốt. Người bị viêm dạ dày tốt, lết dạ dày tốt. Người bị tiêu chảy ăn cơm trắng tốt. Người bệnh thận, người mệt mỏi, mãn tính, suy giảm trí nhớ, mệt ngủ, mất ngủ, cơ thể suy nhược, hoa mắt, chóng mặt, ăn rất là tốt. Nhưng mà cần ăn một ngày chỉ là một chén cơm, chứ không tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Ăn như vậy là nó không tốt. Một ngày ta chỉ cần một chén cơm nhỏ thôi, cho nữ và trẻ em là một chén 5 lần, nặng nhọc là 2 chén. Ăn kèm vào những cái bún, bánh, phở, chúng ta ăn nhiều loại chứ không được tốt đâu. Đó, nếu mà người làm nặng nhọc thì chỉ được 2 chén, chứ còn ăn nhiều quá không tốt. Bà con ta vui lòng xem xét lại cho chứng bệnh của mình tốt hơn. Cơm trắng nó là tinh bột nhiều, cho nên do đó nó xảy ra nhiều chuyện lắm nha bà con, chứ không phải ăn cơm là tốt đâu. Người châu Á ta quan niệm như vậy, giờ ta còn bỏ rồi, mình cũng nên bỏ đi. Bà con ơi, xin chào, chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, chào.